Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyên mục chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Bộ Thông tin và Truyền thông công bố quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một 100 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại điện tử quốc tế Alibaba.com. Đề án 06 góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của quy hoạch là đến năm 2025, mạng băng rộng cố định đảm bảo cho 100% hộ gia đình có khả năng tiếp cận cáp quang, với 90% người sử dụng có thể truy cập Internet, 100% dân số ở độ tuổi trưởng thành có điện thoại thông minh. Đến năm 2030, hạ tầng mạng truy cập băng rộng cố định được đầu tư nâng cấp đảm bảo 100% người sử dụng có khả năng truy nhập với tốc độ trên 1 GB một giây. Băng rộng di động 5G phủ sóng 99% dân số, các nền tảng số quy mô quốc gia được hoàn thiện, vận hành thông suốt, đáp ứng được yêu cầu chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Mọi người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số tiên tiến với chất lượng cao, giá cước phù hợp. Tối ngày 8 tháng 3, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thông báo đã chính thức đấu giá thành công quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần 2.500 đến 2.600 MHz trong vòng 15 năm tới, với mức giá hơn 7.500 tỷ đồng. Băng tần 2.500 đến 2.600 MHz được Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn 5G, 4G và các công nghệ tiếp theo. Đối với Viettel, băng tần 2.500 đến 2.600 MHz có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây là băng tần hiệu quả để Viettel triển khai đồng thời cho cả mạng di động 4G và mạng di động 5G, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ 4G hiện nay và chính thức cung cấp dịch vụ 5G. Đây cũng là băng tần tối ưu được vùng phủ với bán kính gấp 1,3 lần so với băng tần Band 3.500 MHz. Việc Viettel trúng đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện để triển khai mạng di động 5G là điều kiện cần thiết để Viettel đồng hành cùng xu thế phát triển về công nghệ viễn thông của thế giới, tiếp tục phát triển mạng 4G và chuyển đổi sang công nghệ 5G. Bên cạnh đó, đây còn là lộ trình để thúc đẩy phát triển hạ tầng số quốc gia, hệ sinh thái dịch vụ số, tạo ra động lực mới để tăng trưởng kinh tế và tăng năng suất lao động. Theo đại diện Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, việc xây dựng xã thông minh là nhu cầu tất yếu và cấp thiết, giúp thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Xây dựng mô hình xã thông minh hay chuyển đổi số cấp xã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an toàn trật tự ở nông thôn, ứng dụng công nghệ số để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tăng giá trị nông sản, mở rộng giao dịch trên mạng Internet cũng như nâng cao chất lượng đời sống của người dân như về y tế, giáo dục. Để thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị thông qua thực hiện chuyển đổi số ở cấp xã. Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp cụ thể thông qua các chương trình thí điểm hoặc lồng ghép trong các chương trình xây dựng nông thôn mới. Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp cùng sàn thương mại điện tử quốc tế Alibaba.com vừa công bố danh sách 100 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại này. Quá trình lựa chọn 100 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam diễn ra từ ngày 28 tháng 11 năm 2023 đến ngày 15 tháng 1 năm 2024. Đây là những đơn vị tiêu biểu của Việt Nam đủ điều kiện với các tiêu chí, chất lượng và uy tín sản phẩm, thành thạo sử dụng công cụ thương mại điện tử, tiềm năng xuất khẩu, đa dạng ngành nghề và khu vực quản lý. Đại diện quốc gia Alibaba.com Việt Nam chia sẻ, gian hàng là nơi trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam, đồng thời là nền tảng chiến lược để các doanh nghiệp kết nối với khách hàng trên toàn cầu, từ đó tối đa hóa tiềm năng thị trường quốc tế của họ. Chương trình này mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, đào tạo và xây dựng hồ sơ trên Alibaba. Ngoài ra, các đơn vị cũng được nâng cao kiến thức về luật và logistics quốc tế, tạo điều kiện cho xuất khẩu, kết nối với khách hàng và học hỏi từ các nhà xuất khẩu thành công. Thưa quý vị và các bạn, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai từ tháng 1 năm 2022. Tại Thanh Hóa, hơn 2 năm qua, các ngành, các địa phương, đặc biệt là lực lượng công an đã nỗ lực quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện xây dựng, từng bước hoàn thiện dữ liệu dân cư.
Đến nay, đề án 06 đã mang lại những kết quả rất cụ thể, thiết thực, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Nếu như trước đây, người dân khi đi khám bệnh cần mang theo giấy chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế, xác nhận của cơ quan chức năng, thì nay chỉ cần mang thẻ căn cước công dân gắn chip là người dân có thể thực hiện các thủ tục khám chữa bệnh. Từ lúc chúng tôi được gắn chip với cái căn cước công dân đó, thì từ hồi đến nay chúng tôi là không thể mang bảo hiểm, chỉ đưa cái giấy căn cước ra là chúng tôi đăng ký được để vào khám. Thực hiện đề án 06 của Chính phủ phục vụ chuyển đổi số quốc gia, Sở Y tế Thanh Hóa đã chỉ đạo 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc ứng dụng VNEID, thay thế thẻ bảo hiểm y tế thanh toán không dùng tiền mặt. Nhờ đó, quy trình tiếp nhận thông tin của bệnh nhân nhanh chóng, thuận tiện và chính xác. Tính đến hết năm 2023, đã có 679 trên 679 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip trong khám bệnh chữa bệnh, với hơn 6 triệu lượt tra cứu, trong đó tỷ lệ tra cứu thành công đạt 68,8%. Số lượng căn cước công dân gắn chip được đồng bộ với thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực để khám chữa bệnh là hơn 3 triệu thẻ. Việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNEID là bước tiến lớn trong cải cách hành chính, chuyển đổi số tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Qua đó, tạo điều kiện tối đa cho người dân trong thực hiện các thủ tục khám chữa bệnh, tiếp cận các dịch vụ y tế một cách hiệu quả, chất lượng. Về phía bệnh viện thì cái việc đăng ký bằng VNID đã rút ngắn thời gian khi cán bộ viên chức người lao động cũng không cần phải hỏi thêm thông tin gì với bệnh nhân. Và thêm nữa là cái việc mà tránh tình trạng cho bệnh nhân là đi khám mượn thẻ của người khác đi khám trục lợi bảo hiểm. Để xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các cấp đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, nhất là đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu liên quan đến người dân ban hành kèm theo đề án 06. Các ngành, các địa phương tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công có sử dụng thông tin về công dân, nhất là trong thời gian đầu bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Trong 2 năm qua thì tỷ lệ các dịch vụ công thiết yếu đều đạt tỷ lệ rất cao và có những nhóm dịch vụ công đạt tỷ lệ đến 100%. Như khai báo thường trú, khai báo tạm trú, cấp khai sinh, khai tử, cũng như là cấp phiếu lý lịch tư pháp. Đặc biệt từ ngày 10 tháng 7 năm 2023 đến nay, thì trên toàn quốc triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông liên quan đến đăng ký thường trú, liên quan đến đăng ký khai sinh và khai tử. Thì Thanh Hóa là một trong 3 địa phương đứng đầu toàn quốc về các cái hồ sơ phát sinh lớn nhất trên hệ thống. Việc triển khai quyết liệt đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải, du lịch, giáo dục, an sinh xã hội. Người dân đã tích cực khai thác tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc ứng dụng VNEID để thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán tiền điện, tiền nước, sử dụng VNEID thay thế giấy tờ khi đi máy bay hay đăng ký lưu trú khi đi du lịch và còn rất nhiều tiện ích khác. Có thể nói, đề án 06 đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Qua 2 năm triển khai đề án 06 cũng như là công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thì cái cơ sở quốc gia về dân cư thực sự là một cơ sở gốc, dữ liệu gốc để phục vụ triển khai chuyển đổi số nói chung và cái công tác quản lý xã hội nói riêng. Bên cạnh đấy thì cái cơ sở quốc gia dân cư cũng góp phần cho cái quá trình thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở trên địa bàn và đó là đã cung cấp các cái dữ liệu, các cái thông tin với các hệ thống thông tin khác để góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, nhiệm vụ của đề án 06 cũng như xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trong triển khai thực hiện đề án 06. Các sở ban ngành địa phương cần chủ động triển khai các nội dung theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với lực lượng công an thực hiện hiệu quả đề án 06, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chuyên mục chuyển đổi số tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.